Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your name? My name is Henny. Oh, nice to meet you. Khi mà tôi đẩy cửa ra, một bàn tiệc sang trọng và bên cạnh là anh Kiel, thì lúc đó tôi bị đơ. You're Ede, huh? Yes. Oh, very cool. Can you sing some Tây Nguyên music for me? Okay. Lấy thoa trái cắn, hôi mắc lọc bùng bã nào. Tôi rất là thích cách chọn trang phục, tóc và những kiện của bạn. Không biết là hát có tệ hay không, nhưng mà Hen lúc đó hát rất là tự tin ấy. Với lại là mình muốn dành cảm xúc là một cô gái ED đang hát cho một anh chàng người Mỹ. I can dance. Do you have a dance? Yes, I love dance. Despacito. Ok, Despacito. Khi mà bước ra, Hen hơi bị đơ với cái phần nhạc này. Sorry, khách quốc thì Hen nghĩ là Hen làm tốt đấy. Gì đấy? Nói chung ngày hôm nay thì thấy chưa hoàn thành tốt lắm. Quên hết những bài của cô Trang dạy rồi. Đây. Hen Nie là một người rất là tinh tế trong cách xử lý từng tình huống. Cô ấy là một người cực kỳ chủ động, và điều đó cũng là một phần lớn trong việc tỏa sáng.